Ngon. Bữa nay gia đình mình đi du lịch đi Đà Lạt á, rồi ngồi xe tới cái mình đi lên xe cái mình quay cho các bạn theo dõi nha, rồi bắt đầu mình đi, rồi tiếp theo, rồi mình đi chuyến xe Đà Lạt nha, đó xuống xe. Rồi mình cứ lên xe nghe, đi mấy tiếng hồ tới trạm dừng chân nha, rồi mình nghỉ. Đây xe mình đi đây. Thành phố Đà Lạt nha. Chào đi, nhỏ, chào. Chỗ mặt đi chị. Rồi, gia đình mình tới Đà Lạt rồi nha. Chào xe trở lại khách sạn. Hả? Cái gì? Có giữ không? Có. Lên xe nha. Lên xe rồi. Rồi lên xe đi. Chọc lên đây mày ẩm lên trước. Ở đâu? Anh đây 8 người là hả? Đây chú 4 rồi hả? Ngồi xích bánh vào. Để bên đây nâu được không? Còn anh chưa nhớ. Ngồi đứt anh. Cho nổi dưới. Có ngồi mình nổi nè. Chắc đầu xuống đi. Này có đi chơi đâu kỳ lại lô chú cho cái số nữa. Dạ. Thôi nó lấy số chú đi. Cho quay chưa? Con tiếp cho đồ cho. Tiếp đồ cho. Rồi, phòng mình nha. Phòng 3 giường, mấy gia đình mình ở, gia đình mình 6 người ở chung phòng nè. Đó. Phòng này. Thằng này tối nó là chắc có 12, 13 độ. Phòng này nè. Phòng của mình này nha. Con đi du lịch đó hả?
vườn hoa nghe. Sẽ sẵn là trong khách sạn đi ra đi vườn hoa nè. À, tiếp theo hồi nữa lại vườn hoa mình quay sau nghe. Đứng ơi, đây nè, chỗ này. Đây là mình đi vườn hoa, chiều nay đi vườn hoa. Mình nghỉ ngơi sáng giờ rồi giờ tiếp tục đi vô vườn hoa nha. Rồi gia đình mình vô cổng nha. Đi vào được rồi, đi vào đi tới. Theo quanh cô chú ơi. Vô vườn hoa Đà Lạt. Cái vụ đâu cha, chị vụ. Nè. Có muốn vụ không? Vụ cầm vụ đưa mẹ nó. Chị chứ hai nhà chị chứ. Ê bò cả ốc lắm, em bò được hình chưa? Ngọc Ngọc không nè, Ngọc. Nè cho ông quay phim nè. Nè, Ngọc ơi. Ngọc ơi. À, Ngọc ơi. Ngọc ơi xin chào đi Ngọc. Chào. Xe lửa nè, xe lửa hồi xưa nè. Xe lửa. Đó, con tàu chạy tới. Con đi
lấy cái vô nha. Trời không có mưa nha các bạn, nắng tốt, ở ga xe lửa. Nắng tốt, đẹp lắm. Bác! Đi lên tàu nha, đi lên tàu đi về quê hương. Đi chạy mát nha bạn. Rồi, đi đi, đi đi, đi đó. Đi lên. Rồi mở cửa vô luôn, lên đi. Rồi lên vô luôn, vô luôn, vô tàu luôn. Vô tàu luôn. Đây, gia đình mình sẽ lên tàu đi. Mình đi đón cái chuyến tàu hoàng hôn. Ngọc ơi, Ngọc ơi, con đi về đâu? Chào, chào, chào đi con. Chào. Chào, chào đi. Vậy là chạy đi. Rồi. Rồi quay xe xa thấy là tốt lắm rồi. Thấy con tàu. Thấy nguyên con to tàu vậy đúng không? Đây. Mọi tàu chạy. Rồi rồi. Rồi xong rồi quay. Rồi, tới nơi rồi, xuống đi. Em đâu đó làm cãi đi. Ngọc ăn rồi. Giờ đây mình ăn cơm, cơm lam nha các bạn. Đây gia đình nè, giờ ăn cơm nha. Bé Ngọc, xin chào ơi. Ngon quá. Một con gà. Cơm gan. Cơm lam. Cơm lam nha. Cơm lam cơm ống kìa. Dĩa rồi mình để. Em ơi cho vài cái dĩa đi em. Đây cơm lam nó có dĩa. Uống gì kêu đi, uống gì.
gì kêu đi. Rồi, nè, nước thịt ha. Đang quay nè. Uống nước ngọt hết hay gì? Rồi, mời cả nhà con ăn với mình nha. Đây ngày nay cũng chiều rồi, xế chiều rồi, mời cả nhà ăn cơm. Mời. Gà lớn ăn với cơm lam. Gà nướng với cơm lam nha mọi người. Ăn miếng xả. Còn gà hết thì bị. Gà hết đi. Nó có đội gà. Ăn miếng rồi. Cơm non. Quá. Hôm nay mà cũng kịp mà không có bỏ vé cũng lỡ khổ. À, trễ chút chứ. Ăn Tết. Để nói giờ tôi lâm lâm vậy. Đây. Nói lại mẹ lúc mặt kìa. Đây là lúc mà lúc. Nói tí mà tại cuốn không. Thì chê mẹ kia là cuốn. Đậu trái kìa. Đậu trái gà ra đi nè, hồi nãy mình lên quên. Bắt cá lẩu lên. Gà lá é. Bò lại đâu hoài cho ta? Lại đây nè con. Coi như hết một ngày mới còn rồi, mình kết thúc video tại đây đi.
ngày mai là tiếp theo nha. Rồi. Xin chào. Còn một đêm đi chơi. Hẹn gặp lại.